Yêu mệt quá này. Thiệt sự ý. Cảm giác bên này nó được đẩy lên ý. Nó được đẩy cái cơ mặt lên một chút. Còn bên này cảm giác nó cảm giác kiểu nó già hơn, nó hơi bị sậy một chút. Mọi người thấy điêu không? Thôi mọi người nhìn vào camera mọi người thấy điêu không? Tôi cảm thấy nó quá là điêu. Hello, chào mừng các bạn quay trở lại trên kênh của tôi, channel Wish. Hôm nay là một video lại về Đài Loan. Và có rất nhiều video mình phải nhắc lại đến nữa, đấy là đi Đài Loan, đi Đài Loan và về Đài Loan. Thì nay nghe sẽ rất quen nhưng mà là sản phẩm mới hoàn toàn, hứa luôn. Đấy là mặt nạ Đài Loan. Vâng, mặt nạ Đài Loan là một thứ gì đấy nó quá nổi tiếng, thấy không? Quá nổi tiếng, và mỗi lần mà ai đi Đài Loan về thì sẽ xách rất nhiều mặt nạ Đài Loan về làm quà. Và mình cũng đã có một cái video, hai cái video, chắc là rất nhiều video về mặt nạ Đài Loan rồi. Nhưng mà hôm nay sẽ là một cái mặt nạ mình nghe nói là gọi là cái gì, combo tất cả những cái ứng dụng của những cái mặt nạ kia cộng lại bằng cái mặt nạ này. Và cái này là đến từ hãng Beauty Flyer, là một cái hãng rất là nổi tiếng ở bên Đài. Nói nhỏ mọi người là nếu mà ai đã từng sang Đài Loan ấy thì mọi người sẽ thấy cái này nhan nhản ở các store rồi các cửa hàng tiện lợi, nói chung là rất là nhiều nơi bán mặt nạ. Thật ra một cái hộp này là có 5 miếng nhưng mà mình đã dùng mất 3 miếng rồi, thì ở đây còn 2 miếng này. Sẽ có một cái card dạng như là hướng dẫn sử dụng, và trên cái tấm card này thì có cả tiếng Anh với cả hướng dẫn hình vẽ rồi, thì nó sẽ rất là dễ hiểu. Có in một câu slogan, đấy là August Skincare Solution Start With A Cleanser, tức là dịch nôm na là dưỡng da thì bắt nguồn từ cái việc mà phải làm sạch trước. Thì cái mặt nạ này nó hay hơn những mặt nạ kia, đấy là nó chỉ mất 30 phút nhưng mà nó sẽ vẫn như là một cái detox mặt ấy. Nó sẽ hút ra những cái bụi bẩn, những cái cặn bã ở dưới da mình, mà đặc biệt với những bạn nào hay make up nha mọi người. Những người mà thường xuyên make up giống như mình thì các bạn phải hiểu cái tầm quan trọng của cái việc làm sạch nó kinh khủng đến mức độ nào, bởi vì nếu không da chúng mình sẽ rất là nhiều mụn ẩn và li ti. Ngoài cái việc mà làm sạch da thì chúng ta cũng phải quan tâm đến yếu tố nào là nội tiết này, nào là này kia. Với có một cái vấn đề cực kỳ nhức nhối ở Việt Nam bây giờ, đấy là môi trường của chúng ta nó cực kỳ bụi, nó cực kỳ ô nhiễm, đúng không? Kể cả việc mà mình đeo khẩu trang ra ngoài đường xong đi về và mình dùng tẩy trang là các bạn sẽ biết là có da mặt các bạn sạch hay không sạch. Nó vẫn rất là bẩn, nhìn cái bông tẩy trang là biết. Dù mình tẩy trang rất nhiều từ các loại dầu, lại sáp, lại micellar, tất cả rất nhiều thứ, thì vẫn phải tìm một cách khác để đào thải những cái cặn bã bụi bẩn ra ngoài. Thì những cái mặt nạ như thế này nó làm rất tốt. Và dĩ nhiên là cái giá tiền của nó kiểu giống như đắp sắt ra miếng, giống như các bạn thay bằng cái việc các bạn đi spa. Thì chúng ta ngồi ở nhà tận hưởng, các bạn kiểu hiểu cái cảm giác ở nhà xong rồi kiểu giống như là tự yêu thương mình ấy, nó vẫn rất là thích. Nếu như các bạn nào mà lỡ hiểu nhầm rằng những cái mặt nạ như thế này mà nó sẽ kiểu đắp vào một cái xong rồi nó V-line, V-shape các thứ, thì các bạn đừng mơ cái chuyện đấy, tại vì không phải. Những cái mặt nạ này nó là kiểu dưỡng, đúng không? Nó làm sạch và nó dưỡng thì nó sẽ kiểu giống như là săn chắc cơ mặt. Thì khi đấy cái cơ mặt mình săn lại thì mặt mình nó sẽ thon gọn hơn theo thời gian, chứ không phải là mình đắp lên phát giống như kiểu mình đi chích, còn mình đi tiêm mà nó được thon gọn mặt đâu. Có một điều nữa, đấy là nếu mà chúng ta làm sạch mặt ý, thì chúng ta sau khi mà sử dụng các đồ dưỡng ẩm rồi các đồ skincare khác thì nó mới có hiệu quả được. Đó là lý do tại sao ví dụ nhá, mình dùng cái chai dưỡng như thế này mình bảo ơ cái này hiệu quả với mình nè, nhưng các bạn sử dụng lại nó lại không hiệu quả. Quan trọng một điều là các bạn làm sạch không bằng tớ, cho nên cái việc nó thấm vào nó sẽ không thể nào bằng 100% hiệu quả như cái người mà làm sạch mặt tốt hơn. Ok, và bây giờ thì tớ sẽ đi sử dụng cái mặt nạ này, và hôm nay mình sẽ chơi cái trò là dùng có một nửa mặt thôi để cho mọi người thấy được cái kết quả nửa mặt không dùng và nửa mặt dùng thì nó sẽ có kết quả khác biệt như thế nào. Và hôm nay sẽ hứa là chỉ mất 30 phút thôi mọi người, nên mọi người cố gắng xem đi. Đây nó có mấy cái mụn này từ lúc mà mình đi Thái về, nên là nó sẽ không được đẹp lồng lộn như ở trước. Mọi người sẽ được thấy rõ hơn cả cái việc là mình sử dụng cái mặt nạ lên thì cái bên nhiều mụn này hơn, để mọi người thấy được rõ cái thần kỳ của cái mặt nạ mà chỉ 30 phút. Bây giờ thì mình sẽ dùng mặt nạ Beauty Flyer này nhá. Về cái mùi thì nó giống như cái mùi chanh, mùi cam ấy. Đây là một nửa mặt nạ mà mình đã cắt ra, sẽ đắp lên bên phải. Xong rồi chúng ta sẽ bóc cái lớp giấy ở bên ngoài ra, chỉ giữ cái phần silicone thôi. Đấy. Cảnh này nhìn ghê không? Giống họa bì không? Ta. Các bạn nhìn buồn cười lắm đúng không? Tại vì nó giống như là kiểu trong mấy cái bộ phim viễn tưởng ấy, hoặc là có một cái mặt nạ nó không phải là mặt nạ giấy mà nó giống như một cái lớp màng silicone vậy á, và nó làm từ cái sợi sinh học nên là nó thân thiện môi trường, nó bám vào mặt mình, nó giống như một cái
gọi là cái gì, một cái màng silicone, nên mình hay nói thế tại vì nó bám rất là chặt, nó không bung kiểu lăn lê bò trườn. Có một cái đặc sản của mặt nạ Đài Loan đấy là các bạn một khi đã dán lên mặt những cái như thế này thì các bạn lăn lê bò trườn nói kiểu gì ấy nó cũng sẽ không bung ra. Bây giờ thì mình đang đắp một cái loại mặt nạ là màu trắng như lúc nãy mà mình đã chỉ cho các bạn. Cái này có một hộp là 5 miếng và mỗi miếng là nó sẽ có 25ml dưỡng chất. Thì cái này nó có thành phần nhá, đọc sơ qua là mọi người, kể cả những người mà không biết về những cái thành phần làm đẹp, những cái thành phần mà trong đồ mỹ phẩm hoặc đồ skincare thì các bạn cũng có thể nhìn ra được. Ở đây có hyaluronic acid này, collagen này, vitamin E này, nó rất là nhiều thứ mà đây 5 cái thành phần chính. Thì có một cái thành phần là nó được gọi là golden everlasting, thì nó sẽ giúp cho làm siết cái cơ mặt, tức là làm cho mặt mình nó da của mình nó săn chắc hơn. Rồi collagen thì dĩ nhiên rồi, collagen là một các bạn mà nên ăn vào, và những bạn ngoài 20 tuổi thì các bạn nên bổ sung collagen rồi. Thì cái này nó sẽ sử dụng được một tuần thì sẽ có thể dùng 2 đến 3 lần, nhưng mà tùy vào cái mức độ mà trang điểm này, tùy vào cái mức độ da của mỗi người như thế nào, cũng như là thói quen sử dụng cũng, và sinh hoạt của mỗi người. Thì ở đây thì mình còn có cũng là em Beauty Player nhưng mà là hộp màu đen, và trên này thì các bạn có thể thấy là có Deep Cleansing, tức là cái này là 30 phút nha mọi người, hộp này tận 2 tiếng. Với 2 tiếng thì dĩ nhiên là cái dung tích của nó sẽ là tận 30ml, nó sẽ nhiều dưỡng chất hơn. Cái hộp này 30 phút, hộp này 2 tiếng là cái phần mình thích cái này hơn, lại phải nó chỉ mất 30 phút thôi. 2 tiếng thì không khác nào bằng cái việc các bạn đi spa đúng không? Nó giống như kiểu các bạn đắp mặt nạ vào, các bạn ngủ 2 tiếng đồng hồ thì các bạn dậy các bạn sẽ thấy là cái da mặt mình nó bẩn như thế nào. Bạn vẫn tưởng là mặt bạn sạch cho đến khi mà bạn sử dụng được những cái chứng minh rằng là mặt bạn bẩn, mà nó bẩn thực sự ấy. Nó bẩn mà lần đầu tiên mình biết đến cái mặt nạ, những cái mặt nạ 2 tiếng ấy, những cái mặt nạ 1 tiếng, khi mà đắp xong lột ra không cho vào trong cái bát nước khoảng 1 phút ấy, các bạn đã thấy là cái mặt bạn nhớ cái sợi bã nhờn rồi, những cái chất bẩn nó ghê lắm luôn ấy. Nên là các bạn đừng tưởng là mặt các bạn sạch, chúng ta tẩy trang cỡ nào, chúng ta dưỡng da, nhưng mà nó vẫn sẽ không bao giờ được 100%. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đây, bấm thời gian. Bây giờ là 4:35, mình sẽ đặt 30 phút đồng hồ này. Đây, mình sẽ đặt 30 phút nhá. Yes. Và để 30 phút nữa xem, quay lại mình sẽ cho các bạn xem là mặt mình nó bẩn cỡ nào và nó sẽ trắng hơn, nó sẽ khác biệt gì so với cái mặt mà không có đắp mặt nạ này. Ok. Ngút đinh đảng. Bây giờ cái này nó khô lắm rồi ấy, nhưng mà mình sẽ để cho nó tròn 30 phút. Theo công dụng nhà sản xuất nói là 3 phút, mình đúng 30 phút, nhưng thật ra là mình nó đang như một cái bánh tráng ở trên mặt mình rồi này. Ok, bây giờ đã hết 30 phút thì mình sẽ phải chuẩn bị một ít nước ở đây, tại vì theo nhà sản xuất là chúng ta nên dùng một ít nước thấm lên ấy để nó bong cái mặt nạ ra, bong cái bánh tráng này ra tốt hơn, chứ còn nếu mà chúng ta không dùng nước thấm vào thì nó sẽ ảnh hưởng đến da mặt. Và các bạn nhớ là phải đắp đến khi nào mà cái nó khô hẳn như tới kiểu đây này, nó khô hẳn như thế này thì nó mới có kết quả tốt nhất này. Bây giờ mình sẽ tháo mặt nạ ra và bỏ vào trong cái bát nước này để một phút, thì các bạn đã thấy cái sự nhiệm màu là cái mặt mình nó bẩn cỡ nào. Và dĩ nhiên là mỗi người có một cái mức độ bẩn khác nhau nha. Đây. Đấy. Mới nhìn mắt thường thì tôi cũng thấy cũng sơ sơ là cũng bẩn bẩn, đặc biệt là cái phần mũi này nhìn rất là rõ. Để cho vào trong cái bát nước. Ý. Bây giờ thì sẽ để trong nước mặt nạ này trong nước là khoảng 30 giây đến 1 phút thì các bạn sẽ thấy kết quả nó bẩn. Yêu bẩn quá này. Thiệt sự ý. Giờ không có nhìn nữa. Ta. Các bạn phải nhìn thật sự kỹ, và khi mà mình dùng cái này một vài lần và mình phát hiện ra được một cái mà chưa bao giờ có một cái mặt nạ nào làm được, cảm giác bên này nó được đẩy lên ấy, nó được đẩy cái cơ mặt lên một chút, còn bên này cảm giác nó cảm giác kiểu nó già hơn, nó hơi bị sệ một chút. Mọi người thấy điêu không? Tôi nói mọi người nhìn vào camera, mọi người thấy điêu không? Tôi cảm thấy nó quá là điêu. Và đây là một video phải gọi là rất là điêu toa, mà mình dùng xong mình thấy không điêu toa. Các bạn nhìn mặt mình ý, thực sự là cảm thấy giờ công nghệ làm đẹp này đỉnh của đỉnh,
mấy cái nước kiểu Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, mình rất thích Đài Loan, rất thích mỹ phẩm nội địa Đài Loan, không hiểu sao luôn. Ok, và nếu bạn nào mà muốn kiểm chứng cái độ điêu toa của Beauty Player thì các bạn cứ mua về, link ở dưới phần mô tả thông tin chi tiết của nhà sản xuất cũng như là phát hành phân phối chính hãng ở Việt Nam. Dĩ nhiên là sẽ như thế này, mỗi người nó sẽ có một cái thể trạng mặt khác nhau, mỗi người nó sẽ có một cái độ thẩm thấu cũng như là cái độ bẩn nhất định, mọi hiểu không? Nó tác dụng trên mặt, cho nên là nếu mà mình nói là nó tác dụng trên mặt mình như thế này này, nên tác dụng mặt bạn có khi còn hơn hoặc có thể kém, đó là chuyện bình thường. Ok, dù sao cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này và chúc là mọi người sẽ tìm ra được một cái gì đấy chân lý làm đẹp cho cuộc đời của mọi người. Và đừng quên nhấn like, subscribe cho kênh nhau của tớ, có cái chuông phải nhấn vào như là cái thăm fanpage và Instagram của tớ. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau với nhiều thứ thú vị hơn. Bye bye, bye, bye.